Chào mừng các bạn đã đến với bài tập yoga giảm mỡ bụng. Bài tập này sẽ kéo dài 60 phút và bao gồm những động tác tác động vào vùng bụng để giúp các bạn có một cơ bụng săn chắc và thon gọn hơn. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải thảm ra và bắt đầu luyện tập nhé. Để bắt đầu chúng ta về tư thế ngồi tĩnh tâm. Lắc nhẹ hông của bạn sang hai bên. Thả lỏng tay trên gối, giữ thẳng lưng và từ từ nhắm hẳn mắt lại. Thả lỏng trán. Giãn đôi lông mày. Thả lỏng toàn bộ cơ thể. Và tập trung suy nghĩ vào hơi thở của bạn. Cảm nhận bụng đang lên xuống nhịp nhàng. Không khí đi vào, đi ra chậm rãi qua cánh mũi. Hít thật sâu và thở thật chậm. Hít sâu vì căng bụng lên. Thở ra chậm chậm xẹp bụng xuống. Hít vào phình căng bụng lên. Thở ra xẹp bụng xuống. Hít sâu. Thở chậm. Bạn hãy hít thở thật sâu, chậm và đều. Hãy loại bỏ mọi suy nghĩ căng thẳng, lo âu trong cuộc sống ra khỏi cơ thể của bạn. Ngay lúc này đây, hãy dồn toàn bộ suy nghĩ của bạn, quan sát hơi thở vào và ra. Đừng cố gắng kiểm soát hơi thở của bạn. Hãy để nó thật tự nhiên. Mỗi nhịp thở ra, ta cảm thấy thật thư giãn. Thư giãn. Chậm chậm hít một hơi thật sâu, phình căng bụng lên. Thở ra chậm chậm xẹp bụng xuống. Hít vào phình căng bụng. Và chúng ta giữ hơi ở đây. Thở hết ra, rút sâu rồi lại. Nên thở. Hít vào phình căng bụng lên. Thở ra chậm chậm xẹp bụng xuống. Chúng ta hít thở bình thường và xoa nóng hai lòng bàn tay vào nhau. Hãy cảm nhận vào lòng bàn tay đang dần trở nên ấm hơn. Chậm chậm mình áp hai tay lên mắt, massage mắt. Hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa vào mắt của bạn. Thật thư giãn. Rồi chậm chậm đẩy hai tay ra xa, mở mắt nhìn lòng bàn tay.
Chúng ta cùng chào nhau. Namaste. Hai tay của mình thả lỏng trên gối, thả lỏng vai xuống. Hít sâu, siết bụng, đẩy ngực, vươn cằm lên. Thở ra, cuộn tròn lưng lên cao, mắt nhìn dồn, thu cằm. Hít vào, siết bụng, đẩy ngực, vươn cằm lên. Thở ra, cuộn tròn lưng, mắt nhìn dồn, thu cằm. Hít sâu, siết bụng, đẩy ngực, vươn cằm. Thở ra, rút rốn, thả lỏng tay này. Bạn mắt nhìn về rốn cho Uyên nhé. Hít 4. Thở ra. Một lần cuối, hít 5. Đậy căng lồng ngực về phía trước. Và thở ra, cuộn tròn lưng, mắt nhìn rốn. Hít vào, nâng thẳng người lên. Và từ đây chúng ta đưa hai lòng bàn chân áp chạm vào nhau. Tư thế cánh bướm. Chúng ta giữ thẳng lưng và dùng hai chân lên xuống nhịp nhàng. Mình có thể nhắm mắt lại và thư giãn. Rồi từ đây chúng ta sẽ mở hai chân về phía trước. Chúng ta sẽ mở hai chân mở rộng bằng hai lần vai nhé. Hai lần vai này, không cần mở rộng các bạn nhá. Hai lần vai thôi và dựng hai bàn chân của mình lên, ngón chân hướng trần, giữ thẳng lưng. Hít vào, hai tay vươn lên cao, kéo giãn trụ cột sống. Thở ra, đưa tay trái sang chân phải này. Tay phải áp sát tai, nghiêng mình sang chân trái. Xoay vai và đẩy lồng ngực lên. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, đổi bên. Nghiêng chậm sang chân phải. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, nghiêng mình qua chân trái. Chúng ta lưu ý là dựng bàn chân của mình lên nhé. Cảm nhận vào cơ lườn phải và kheo chân trái được kéo giãn. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Và thở ra, đổi bên. Chậm chậm mình nghiêng sâu xuống. Một vòng cuối, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn. Thở ra, nghiêng mình qua bên trái. Rồi chúng ta giữ ở đây nào. Hít thở đều cho Uyên nào. Xoay cái vai nhiều hơn. Và tay của chúng ta không bị chạm tầm mắt như thế này nhá. Mình mở vai ra. 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn. Và thở ra, đổi bên. Nghiêng sang bên phải. Hít thở đều nào. 5. Nghiêng hơn một chút nữa. 4. 3. 2. Và 1. Hít sâu. Nâng người lên. Hai tay vươn. Thở này. Mình xoay cơ thể sang bên chân trái. Và gập người xuống 45 độ. Giữ lại. Chúng ta gập người xuống một xíu thôi này. Đẩy ngực lên, hai tay áp sát mang tai của mình. Hít vào, nâng người lên. Thở, xoay phải và gập xuống. Hãy cảm nhận vào kheo chân của mình, căng căng nhẹ là được. Một vòng nữa, hít sâu, nâng người lên. Thở, xoay trái và gập trước. Rồi chúng ta giữ ở đây. Làm tốt, mình đưa hai tay nắm vào bàn chân trái của mình. Duỗi cái lưng ra và hít thở chậm. Chúng ta lân dần xuống, lân dần xuống. Nếu cảm thấy căng, trùng gối, duỗi cái lưng của mình ra. Hít thở đều. 5. Hãy cảm nhận vào kheo chân của mình nào. 4. 3. 2. Và 1. Hít vào, siết bụng, nâng người lên.
hai tay vươn, thở, chúng ta đổi bên, gập người xuống chân phải của mình. Hai tay của chúng ta nắm vào bàn chân, duỗi cái lưng này. Nếu căng quá, trùng nghẹ gối, bụng áp sát đùi. Nếu tốt thì mình duỗi dần chân ra. 5 nhịp thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra này, chúng ta có thể trùng gối trái, tay phải nắm má ngoài chân trái của mình, tay trái đưa về sau lưng, xoay vai và đẩy ngực vặn xoắn. Hít thở đều. Nếu làm tốt, bạn duỗi dần chân trái của mình ra nhé. Hít sâu, nâng người lên, hai tay vươn và thở ra đổi bên. Co chân phải lại này, tay phải đưa về sau lưng, duỗi cái lưng đẩy cái ngực nào. Bạn lưu ý cái tay phải của mình vươn lên một chút. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên. Thở ra, tay phải nắm bàn chân trái, tay trái đưa về sau lưng, vặn xoắn và giữ ở đây. Duỗi cái lưng của mình ra nào. 5 4 3 đẩy ngực lên bạn ơi, 2 và 1. Hít vào, xoay người về giữa, hai tay vươn. Thở ra, đổi bên. Duỗi cái lưng đẩy cái ngực này, xoay vai. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên. Và từ đây, chúng ta sẽ đưa hai chân mở rộng bằng vai thôi và xuôi theo dọc thảm. Thở này, mình xoay cơ thể sang bên trái, hạ hai tay xuống thảm, vặn mình. Cái tay phải của mình hạ được hay không thì không quan trọng bạn nhé. Hãy cảm nhận sâu vào cơ thể của bạn nào. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Thở ra, đổi bên. Hãy đưa mắt của mình nhìn vào giữa hai tay, nhấn hông của bạn xuống. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên. Thở ra, vặn xoắn sang bên trái. Thật chậm. Rồi mình giữ ở đây nào. 5 nhấn hông phải của bạn xuống. 4 3 2 1. Hít vào, nâng người về giữa, hai tay vươn lên. Và thở ra, đổi bên. Giữ ở đây và hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Hít sâu, xoay người về giữa, hai tay vươn lên. Và thở ra thì mình đưa hai tay chống xuống thảm. Chúng ta chống hai bàn tay ngay cạnh hông của mình luôn và ngón tay hướng lại cơ thể. Chúng ta chuẩn bị đến với cái bàn ngược nhé. Hít này, xoay cái vai, đẩy cái ngực, siết bụng và chậm rãi nâng hông lên, nhấn bàn chân xuống, mắt nhìn lên trần, dồn lực về phía bàn chân của mình nào. Thở ra, chậm chậm đưa hông về phía cạnh bàn tay, duỗi chân. Thực hiện 5 lần. Hít 2, siết bụng, đẩy ngực, nâng hông. Thở ra, hạ hông xuống. Hít 3, siết bụng, nâng hông. Thở ra, hạ hông xuống. Hãy cố gắng kiểm soát cơ thể của mình nhé. 2 lần nữa nào. Hít 4, gồng chắc bụng, nâng hông của mình lên. Thở ra, hạ hông xuống. Một lần cuối, hít 5, nâng hông lên.
Rồi mình giữ ở đây nào. 5 4 3 xúc vai, 2 1 rồi thở ra, hạ hông xuống. Rồi bây giờ chúng ta lắc cái hông sang hai bên cân bằng nào. Hít vào, hai tay vươn lên cao, kéo giãn trục cột sống. Và thở ra, gập người về phía trước. Chúng ta đưa hai tay nắm vào bàn chân của mình, kéo các ngón chân trở về cơ thể và duỗi lưng. Hít thở đều và giữ ở đây vài nhịp thở chậm. Bạn hãy gập dần người xuống. Gập dần người xuống. 5 4 3 2 và 1. Hít vào, nâng người lên, hai tay vươn lên. Và thở ra thì mình hạ tay xuống, lắc nhẹ hai chân của mình sang hai bên, thả lỏng. Hai chân lên xuống nhịp nhàng. Và từ đây chúng ta đưa hai chân về sau, chống hai tay về phía trước cái bàn. Hai tay của mình mở rộng bằng vai và hai chân mở rộng bằng hông. Xoe căng các đầu ngón tay, nhấn xuống thảm. Hít sâu này, bạn cuộn mông xuống, giữ thẳng lưng. Và từ từ nâng chân trái của mình, đạp cái gót hướng lên trần này. Các bạn lưu ý này, gót hướng trần nhá. Bè các đầu ngón chân hướng về phía thảm. Hít sâu, đạp gót lên trần, gồng chắc bụng, đẩy ngực vươn cằm lên. Thở ra, cuộn lưng, gối chạm trán. Hít hai, hướng gót chân của mình lên trần, gồng bụng vươn cằm. Thở ra, gối chạm trán, cuộn lưng. Hít ba, gồng chắc cơ bụng mình nào. Thở ra. Hai lần nữa. Hít bốn. Thở ra. Lần cuối, hít 5, thở ra. Và chúng ta giữ ở đây. 5, 4, xốc cao chân lên. 3, 2, 1, hít vào. Đưa chân trái về sau, đạp thẳng. Thở ra, hạ gối trái xuống. Và chúng ta đổi bên. Xếp bụng, cuộn mông xuống. Hít vào. Chân phải chúng ta nâng lên trần. Các bạn nhớ là bẻ các ngón chân xuống nhé. Duỗi thẳng như thế này thì nó sẽ không có tạo áp lực nhiều đâu ạ. Và không có siết cơ được. Khóa bàn chân lại. Hít, siết bụng, đạp gót lên trần. Đẩy ngực vươn cằm lên. Thở ra, cuộn tròn lưng. Gối chạm trán. Hít, hai. Gồng cơ bụng, xốc vai. Thở ra, gối chạm trán. Hít ba. Thở ra. Hít bốn. Thở ra. Lần cuối. Hít năm. Thở ra. Và mình giữ ở đây. Cố gắng xốc cái chân của bạn lên nào. 5 4 3, 2, 1, hít vào, chân phải đạp về sau. Và thở ra, hạ chân phải xuống. Chúng ta về tư thế em bé và giãn lưng. Thả lỏng tay vai, hít thở chậm. Bạn có thể nắm và duỗi cái bàn tay của mình ra để thư giãn. Rồi từ đây hít vào, mình nâng người lên tư thế cải bàn. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chó úp mặt.
đẩy đỉnh hông của mình lên cao và duỗi dài lưng. Rồi chúng ta nhấn dần gót chân xuống, xoay hai vai của mình ra bên ngoài, duỗi thẳng cổ. Cảm nhận sự kéo giãn của toàn bộ cơ thể. Hít vào, kiễng chân cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái, hạ gối phải xuống. Nhón các đầu ngón tay, duỗi thẳng lưng. Bạn hãy nhấn dần cái hông của mình xuống. Cẳng chân trái vuông góc với mặt thảm. Rồi bắt đầu. Hít vào này, đưa tay trái về phía trước và thở ra, xoay cái vai tay trái về sau lưng. Hít hai, tay trái hạ xuống thảm. Thở ra, về sau lưng. Hít ba, thở ra. Hít 4, thở ra. Một lần cuối nào. Hít 5 và thở ra. Mình giữ lại 3 nhịp thôi. 3, nhấn hông của bạn xuống nào. 2, 1, hít sâu. Đưa tay trái chống xuống thảm. Và mình bình tĩnh, nâng gối phải lên. Bước chân trái về sau, tấm ván, gồng chắc bụng, xốc vai. Thở ra, hạ gối, ngực cằm chạm thảm. Hít vào, lướt sắn, xoay cái vai, đẩy cái ngực lên. Thở ra, nâng gối, nâng hông chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên thật cao và duỗi lưng. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân phải lên cạnh tay phải, hạ gối trái xuống. Nhón các đầu ngón tay và duỗi thẳng lưng. Duỗi thẳng lưng của bạn và để ý lại cẳng chân phải của mình có đang vuông góc hay không bạn nhé. Bắt đầu nào, chúng ta thực hiện 5 vòng. Hít vào, kéo tay về phía trước và thở ra, đưa tay phải về sau. Hít hai, thở ra. Chuyển động nhịp nhàng khớp vai của mình, linh hoạt khớp vai. Hít ba, thở ra. Hít bốn, thở ra. Một lần cuối, hít năm và thở ra. Giữ ở đây, 3, 2, 1, hít vào, chống tay phải về phía thảm, bình tĩnh, nâng gối trái lên, bước chân phải về sau, tấm ván, gồng cơ bụng, xốc vai. Thở ra, hạ gối, ngực cằm chạm thảm. Hít sâu, lướt sắn, xoay vai và đẩy ngực lên. Thở ra, nâng gối, nâng hông chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên thật cao và duỗi dài lưng. Hít sâu, kiễng chân, trùng gối, đẩy đỉnh hông, mắt nhìn hai tay, bước hoặc nhảy hai chân lên cạnh bàn tay của mình. Siết bụng, bật lệ. Hai tay ôm cổ chân và thở, cúi gập người xuống. Thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng hai vai. Hít vào, cuộn đốt sống, chậm rãi nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Và thở ra, hai tay chắp trước ngực. Hít sâu, hai tay ra ngang vươn lên cao, lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Thở, siết bụng, đẩy hông, đẩy ngực ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng thẳng người lên. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên gối, duỗi thẳng lưng, thẳng cổ. Thở ra, gập lần hai. Hít vào, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bước
hoặc nhảy hai chân về sau tấm ván, gồng chắc cơ bụng, xốc vai của mình lên. Từ đây chúng ta trùng khuỷu tay, hạ ngực xuống, thở hết. Hít sâu, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng lao về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái. Nhón các đầu ngón tay, duỗi thẳng lưng, đạp căng gót chân sau. Hít vào, bình tĩnh, nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Nhấn nhẹ hông của mình xuống. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng người lên, hai tay chống xuống thảm. Bước lùi chân trái về sau, tấm ván. Thở ra, trùng khỉu tay, hạ ngực xuống, nằm sấp. Hít sâu, xoay vai, để ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông chờ úp mặt. Đẩy đỉnh hông của mình lên cao và duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng, lao về phía trước. Bước chân phải lên cạnh tay phải. Nhón các đầu ngón tay, duỗi thẳng lưng. Hít sâu, nâng thẳng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Nhấn hông của mình xuống nào. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng người lên, hai tay chống xuống thảm. Bước chân phải về sau, tấm ván. Thở ra, trùng khuỷu tay, hạ ngực xuống. Hít sâu, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chở úp mặt. Đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng. Hít vào, kiễng chân, trùng gối, đẩy đỉnh hông, mắt nhìn hai tay. Bước hoặc nhảy hai chân lên cạnh bàn tay của mình. Hai tay ôm cổ chân và thở, cúi gập người xuống. Hít vào, cuộn đốt sống, chậm rãi nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Thở ra, hai tay chắp trước ngực. Tiếp tục luôn bạn nhé, hít vào, hai tay vươn áp sát tai. Lòng bàn tay áp chạm vào nhau. Thở, siết bụng, đẩy ngực ngả sau, mắt nhìn lên trần. Bạn đẩy cái hông về phía trước cho yên nào. Hít vào, nâng người lên. Thở ra, hai tay ôm cổ chân, cúi gập người xuống. Hít sâu, kéo tay lên gối, duỗi thẳng lưng, thẳng cổ. Thở ra, gập lần hai. Hít vào, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bước hoặc nhảy hai chân về sau tấm ván. Xốc cái vai của mình lên. Thở ra, trùng khuỷu tay, hạ ngực xuống. Hít, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông, chờ úp mặt. Duỗi lưng, đẩy cao cái đỉnh hông của bạn lên trần. Hít vào, kiễng chân, cuộn lưng, lao về phía trước. Bước chân trái lên cạnh tay trái. Nhón các đầu ngón tay, duỗi thẳng chân. Các bạn duỗi thẳng chân phải của mình này, đạp căng. Hít, nâng người lên, hai tay vươn áp sát tai. Đạp căng chân nào, nhấn nhẹ hông xuống. Thở, siết bụng, đẩy ngực, ngả sau, mắt nhìn lên trần. Hít vào, hai tay chống xuống thảm. Rồi từ đây, bình tĩnh này. Mình hạ gót chân phải xuống thảm, sao cho hai bàn chân vuông góc với nhau. Chuẩn bị chiến binh 2. Hít vào, kéo tay phải về phía trước. Rồi chúng ta lật người lên. Hai tay ra ngang.
Chúng ta xoay cái hông sang bên phải, đồng thời mắt nhìn sang tay trái. Duỗi thẳng lưng, siết cơ bụng lại. Thở ra, hạ khuỷu tay bên trái xuống, tay phải áp sát tai, mắt nhìn lên trần. Các bạn đừng sập vai như thế này nhá, nâng cái vai của mình lên. Hít sâu, nâng người lên, hai tay ra ngang. Thở ra, đổi bên. Tay phải hạ xuống chân phải, tay trái áp sát tai, mắt nhìn lên trần. Ba vòng, hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Các bạn làm thật chậm nào. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Nhấn hông của bạn xuống trùng gối. Lần cuối, hít vào, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Hít sâu, bình tĩnh, nâng người lên. Thở ra, nghiêng trái. Rồi, chúng ta giữ ở đây này. Các bạn cố định phần bụng cũng như đùi và cố định phần thân trên, gồng chắc cơ bụng mình lại. Nâng tay trái vươn áp sát tai và giữ. 5. Cố gắng lên. 4. Cố lên bạn. 3. Gồng chắc nghiêng nào. 2. Và 1. Rồi, làm tốt này. Mình đưa tay trái xuống thảm, cạnh ngoài bàn chân trái này. Tay phải vươn lên trần, mắt nhìn theo tay. Làm tốt nữa, duỗi chân trái của mình ra. Tam giác duỗi. Hít thở đều. Nếu bạn cảm thấy mỏi cổ, mắt nhìn thẳng về phía trước. 5 4 3 2 Và 1 Từ đây, chúng ta trùng nhẹ gối trái lại. Đưa cái bàn tay trái này luồn xuống dưới chân, tay phải vòng qua lưng, hai tay nắm nhau, xoay vai để ngực mắt nhìn lên trần. 5 nhịp thở thôi. 5 4 3 2 1 Rất tốt. Tháo hai tay của mình ra, chống xuống thảm. Xoay lại gót chân bên phải, bước chân trái về sau, tấm ván. Xốc vai, siết bụng. Thở ra, trùng khuỷu tay, hạ ngực xuống. Hít thở đều. Hít, xoay vai, đẩy ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông của mình lên cao và duỗi dài lưng. Hít vào, kiễng chân, trùng gối, đẩy đỉnh hông, mắt nhìn hai tay, bước hoặc nhảy hai chân lên, siết bụng. Hai tay ôm cổ chân và thở, cúi gập người xuống. Tiếp tục nào, hít sâu, trùng gối, hai tay chống xuống thảm. Bình tĩnh, chúng ta lại bước hoặc nhảy hai chân về sau tấm ván. Lao người về phía trước tấm ván. Hít thở đều. Thở ra, trùng khuỷu tay, hạ ngực xuống. Hít, xoay vai, để ngực lên rắn. Thở ra, nâng gối, nâng hông chó úp mặt. Đẩy đỉnh hông của mình lên cao và duỗi dài lưng. Hít sâu, kiễng chân, cuộn lưng, lao người về phía trước. Bước chân phải lên cạnh tay phải của mình. Nhón các đầu ngón tay. Duỗi thẳng lưng. Hít vào, gồng chắc cơ bụng và nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai. Nhấn nhẹ hông của mình xuống. Đạp gót chân về sau. Thở, siết bụng, đẩy ngực ngả sau. Mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng người lên và hai tay chống xuống thảm. Bây giờ chúng ta sẽ hạ gót chân trái của mình xuống. Hai gót chân trên cùng một đường thẳng và hai bàn chân vuông góc với nhau.
duỗi cái lưng của mình ra nhá. Hít vào này, tay trái vươn về phía trước và lật ngực hướng lên. Chúng ta đưa cái người của mình ra ngang nhá. Hai tay ra ngang, mắt nhìn sang bên phải. Hít thở đều. Các bạn lưu ý xoay cái hông của mình về phía trước, được không ạ? Chúng ta chọn này, hít vào này, xếp bụng. Thở ra, hạ khuỷu tay phải xuống. Tay trái áp sát tai, mắt nhìn lên trần. Hít vào, nâng người lên. Hai tay ra ngang. Thở ra, đổi bên. Xoay cái vai để cái ngực của bạn lên. Hít vào, nâng người lên. Thở, nghiêng phải. Hít sâu, nâng người lên. Thở, nghiêng trái. Hít sâu, nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Hít vào, nâng người lên. Thật vững chãi. Thở ra, nghiêng trái. Hít vào, mình nâng người lên. Thở ra, nghiêng phải. Chúng ta giữ ở đây, gồng chắc cơ bụng, cơ đùi này. Khóa cố định toàn bộ cơ thể của mình. Chậm rãi, nâng tay phải áp sát tai. Giữ ạ. Cố gắng lên bạn nhé, tư thế này khá là nặng đấy. 5 4 3 Nghiêng nào. 2 1 Rất tốt. Đưa tay phải của mình xuống thảm. Ra má ngoài chân phải này. Tay trái vươn lên trần. Mắt nhìn theo tay. Làm tốt. Bạn duỗi chân phải của mình ra. Tam giác duỗi. Mỏi cổ, mắt nhìn thẳng về phía trước. 5 4 3 2 Và 1 Trùng gối phải lại. Chúng ta luồn tay phải xuống này. Hai tay đan nhau. Tay trái của bạn vòng qua lưng nhá. Giữ ở đây 5 nhịp. 5 4 3 2 Và 1 Chống hai tay về phía thảm này. Xoay lại gót chân bên trái. Rút chân phải về sau. Tấm ván. Gồng chắc bụng, xốc vai lên. Thở ra này. Mình đẩy lùi hông. Trùng nhẹ gối về tư thế chó úp mặt. Tức là như vậy chúng ta sẽ trùng gối nhá. Chúng ta làm liên tiếp 6 vòng. Hít vào, lao về tấm ván. Thở ra, chó úp mặt, trùng gối, đẩy đỉnh hông. Hít 3 Thở ra. Hít 4 Xốc vai lên. Thở ra. Hít 5 Thở ra. Hít 6 Và mình giữ ở đây. 5 4 3 2 1 Thở ra. Đẩy hông lên cao. 5 4 3 2 1 Rồi từ đây mình hạ gối xuống thảm luôn. Về tư thế em bé và giãn lưng. Hít thở đều. Từ đây chúng ta đưa người về tư thế plank. Hai tay chúng ta mở rộng bằng vai này. Hai tay chúng ta đan, bàn tay thì đan nhau, khuỷu tay mở rộng bằng vai. Rồi, rất tốt. Bước chân phải về sau, gồng chắc bụng. Chân trái về sau, xốc cái vai của mình lên. Hít thở đều. Xếp cơ bụng lại. Cố gắng giữ bạn ơi.
Cái này rất là tốt nhá, giúp chúng ta đốt mỡ rất là hiệu quả. 5 4 3 2 1 Nâng chân trái của mình lên giữ. 10 9 8 Xúc vai. 7 6 5 4 3 2 1 Hạ chân trái xuống, nhấc chân phải lên, cố gắng gồng chắc cơ bụng nào. 10 9 8 Xúc vai. 7 6 5 4 3 2 1 Hạ chân phải xuống, hít vào chống tay nâng lên, thở ra hạ xuống. Hít 2 nâng lên, thở hạ xuống. Hít 3 nâng lên, thở hạ xuống. Hít 4 nâng lên, thở hạ xuống. Hít 5 nâng lên, thở hạ xuống. Lần cuối hít 6 nâng lên, thở ra hạ xuống. Rồi hạ gối, hạ cái đỉnh đầu xuống, hít thở đều, điều hòa lại hơi thở của bạn nào. Tiếp tục, chúng ta về tư thế cái bàn. Hít sâu, siết cơ bụng lại, thở ra, nâng gối, nâng hông, chéo mặt, đẩy đỉnh hông lên cao và duỗi lưng. Hít, trùng gối, kiễng chân, mắt nhìn hai tay, bước hoặc nhảy hai chân lên cạnh bàn tay của mình. Hai tay ôm cổ chân và thở cúi gập người xuống. Hít cuộn nốt sống, chậm rãi nâng người lên. Hai tay vươn áp sát tai và thở ra, hai tay chắp trước ngực. Bây giờ chúng ta sẽ đưa chân trái của mình về sau nhé. Chân trái cách bàn chân phải hơn lớn hơn vai. Hai tay của mình đan với nhau và đặt về phía trước. Các bạn nhìn kỹ bên nào nhé. Hít vào này, gồng chắc bụng này, gối trái lên, chạm vào tay phải, chạm vào hai tay của mình, thở về. Hít lên, thở về, đúng không ạ? Dài cái chân ra càng tốt. Nếu các bạn tập khỏe rồi, các bạn cứ bước chân dài về sau nhé. Rồi bắt đầu nào. Hít vào, gồng chắc bụng lên, thở về. Hít 2, thở. Hít 3, thở. Hít 4, thở. Hít 5, thở. Hít 6, thở. Hít 7, thở. Hít 8, thở. Hít 9, thở. Hít 10, thở. 10, 1, một lần nữa. Hít, thở. Hít 12, rồi rất tốt. Bước chân về vị trí ban đầu và chúng ta đổi bên. Cái tư thế này chúng ta cần phải giữ thăng bằng nhá, kiểm soát cơ thể. Chân phải về sau này, hai tay đan này, gồng chắc cơ bụng. Hít vào, nâng chân phải lên, chạm vào hai tay của mình nhá. Gồng chắc nào, lên, thở. Hít 2, thở. Hít 3, thở. Hít 4, thở. Hít 5, thở. Hít 6, thở. Hít 7, thở. Hít 8, thở. Hít 9, thở. Hít 10, thở. Hít 11, thở. Hít 12, thở. Rồi, hít nâng. Rất tốt. Nhún nhẹ chân, hít thở đều. Từ đây chúng ta ngồi xuống thảm nhá. Mời các bạn ngồi xuống thảm nào. Duỗi hai chân của mình về phía trước, lắc nhẹ hai chân thả lỏng.
giờ chúng ta sẽ về với tư thế con thuyền lớn, con thuyền nhỏ. Các bạn sẽ đưa hai chân gần hông của mình, hai tay của mình đặt sau đùi, hít vào, xoay vai, đẩy ngực lên, đổ người về sau. Bình tĩnh, nâng hai chân của mình lên, siết cơ bụng lại, giữ. Làm tốt, đưa hai tay về phía trước, hoàn thành tư thế con thuyền nhỏ. Nếu mà con thuyền nhỏ nâng cao hơn nữa, mình duỗi thẳng chân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm 10 lần liên tiếp con thuyền lớn, con thuyền nhỏ nhá. Thuyền nhỏ này, thở xuống lớn, hít nâng lên, thở xuống, hít 3, thở ra, hít 4, thở ra, cố gắng siết cái bụng, hít 5, thở ra, hít 6, thở ra, hít 7, thở ra, hít 8, thở ra, hít 9, thở ra, lần cuối hít 10 và thở ra. Giữ ở đây, nếu các bạn yếu vắt chéo hai chân, giữ. 10, duỗi thẳng hai chân nào. 9, 8, dán thắt lưng. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ôi, hạ xuống, thả lỏng, hít thở đều. Tiếp tục động tác số 2, con sao biển. Hai chân của mình mở rộng ra ngoài mép thảm một chút, hai tay của mình dang ngang qua đầu. Giữ ở tư thế thoải mái này, cuộn thắt lưng xuống thảm, hít vào, nâng chân trái của mình lên, tay phải vươn chạm vào các đầu ngón chân trái, nhấc vai, nhấc đầu lên, thở hạ xuống. Hít 2, đổi bên, thở xuống. Hít 3, thở ra. Hít 4, thở ra. Hít 5, thở ra. Hít 6, thở ra. Hít 7, thở ra. Hít 8, thở ra. Hít 9, thở ra. Hít 10, thở ra. 10 lần nữa bạn nhé. Hít 1, thở ra. Hít 2, thở ra. Siết toàn bộ cơ thể và siết chặt cơ bụng cảm nhận. Hít 3, thở ra. Hít 4, thở ra. Hít 5, thở ra. Hít 6, thở ra. Hít 7, thở ra. Hít 8, thở ra. Hai lần nữa, hít 9, thở ra. Lần cuối, hít 10 và thở ra. Hạ xuống, rất tốt. Hít thở đều. Rồi từ đây chúng ta đưa hai tay của mình xuôi theo thân nào. Xuôi theo thân, dán thắt lưng của mình xuống thảm. Hít vào, hai chân khép lại. Bình tĩnh, nâng hai chân hướng lên trần. Thở ra, hạ dần xuống. Hạ dần xuống, thắt lưng vẫn chạm thảm nhá. Hít, nâng lên. Các bạn lưu ý là thắt lưng của mình không chạm thảm. Không rời thảm ra, mà hoàn toàn chạm thảm. Hít 3, gồng cơ bụng xuống, xuống đến khi nào các bạn cảm thấy không chịu nữa rồi thì lên, hít lên, thở ra. Hít 5, thở ra. Hít 6, thở ra. Khóa cố định cơ thể nào. Hít 7, cảm nhận cơ bụng dưới, thở ra. Hít 8, thở ra. Hít 9, thở
thở ra. Một lần nữa nào, hít 10, thở ra. Giữ lại 5 nhịp, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ. Đau hết cơ bụng chưa các bạn ơi? Rồi chúng ta về tư thế cây cầu. Cây cầu đơn giản thôi bạn nhá. Hít vào, gồng cơ bụng, cơ đùi, nâng hông lên. Không biết các bạn còn sức để tập nữa không nào? Thở hạ xuống. Nếu các bạn còn sức tập nữa thì comment cho Uyên biết để buổi lần sau mình sẽ nâng mức độ lên nhá. Hít 2, nâng lên. Thở hạ xuống. Hít 3, nâng lên. Thở hạ xuống. Hít 4, nâng lên. Thở hạ xuống. Lần cuối nào, hít 5, nâng lên. Và giữ ở đây, gồng chắc cơ đùi, cơ mông, cơ bụng. 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ xuống. Rồi chúng ta nâng chân lên và về tư thế cái cày nào. Đẩy cái hông của bạn lên. Nếu các bạn không xuống được tư thế cái cày hoặc là bị đau cổ vai gáy thì mình để giữ ở đây thôi nhá. Tuyệt đối là không xoay mắt nhìn lung tung. Làm tốt thì hai chân của mình mới chạm thảm. Duỗi cái lưng, đẩy cái ngực của bạn lên. Hít thở đều. Năm, bốn, ba, hai, một. Rồi từ từ cuộn lưng nằm xuống thật chậm. Rất tốt. Chúng ta lăn lưng lên xuống nào. Massage lưng. Massage lưng gập trước. Hít lên. Thở gập trước. Hít vào. Bật lên. Thở gập. Hít sâu. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Một lần nữa, hít vào. Thở ra. Rồi, chúng ta lăn lưng sang hai bên nào. Massage lưng. Thả lỏng. Và từ đây chúng ta về giữa nào. Hai tay của mình dang ngang. Hít vào thật sâu, giữ nguyên. Thở đổ hai gối sang trái, mắt nhìn phải, vặn mình. Hãy thả lỏng cơ thể của bạn ra. Hít sâu, nâng hai gối lên. Và thở ra, đổ hai gối sang bên phải, mắt nhìn trái, vận mình. Các bạn dự định là Tết này mình có tập luyện ở nhà không? Như lớp của Uyên là các bạn ấy không cho Uyên nghỉ ngơi luôn, là bảo là tập xuyên Tết. Tức là mình xin nghỉ được 2 ngày đó, là ngày 30 và ngày mùng 1. Và lớp thì tập xuyên Tết luôn. Tức là mọi người bảo là nếu mà nghỉ lâu quá thì cũng sẽ bị kiểu như là bị lười đấy, là sợ là không tập thể dục lại nữa. Thế nên là mình cũng muốn rằng là các bạn hãy cố gắng. Trong cái dịp Tết thì mình cũng cứ mở video của Hoàng Uyên ra và tập luyện. Còn nếu muốn có động lực thì có thể là inbox cho Hoàng Uyên để join vào lớp để tập luyện hàng ngày cùng với Uyên xuyên qua mùa Tết nhá. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đưa hai chân về cuối thảm nào. Về tư thế thư giãn. Nâng người lên và hạ xuống. Tìm một vị trí mà mình cảm thấy thoải mái nhất. Và nhắm mắt lại. Nằm xuống như một đứa trẻ ngủ trên giường. Thả lỏng cơ thể. Từ từ nhắm mắt lại. Tưởng tượng các cơ chảy dài trên chiếu. Không khí xung quanh ta thật trong lành, mát mẻ.
chú ý vào hơi thở của bạn. Thở chậm và sâu từ cơ hoành. Khi hít vào, hãy tưởng tượng bạn đang nạp hết năng lượng của vũ trụ vào trong từng tế bào của thân thể bạn. Tâm trí và thể xác của bạn đang được nạp đầy năng lượng trở lại. Hãy cảm nhận năng lượng của vũ trụ đi xuyên qua và rửa sạch, cuốn đi tất cả những căng thẳng, tiêu cực bên trong lẫn bên ngoài. Cảm thấy chính mình tràn đầy với năng lượng tỏa ra từ mỗi lỗ chân lông của cơ thể bạn. Bạn cảm thấy tràn đầy với niềm vui và tình thương. Tập trung chú ý vào rốn. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Cảm giác thư giãn và dễ chịu đang lan tỏa dần khắp cơ thể. Tập trung chú ý ở 10 đầu ngón chân. 10 đầu ngón chân đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa từ trong lòng bàn chân. Lòng bàn chân thật ấm. Thật ấm. Hơi ấm lan tỏa tới gót chân, cổ chân. Hai bàn chân hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo bắp chân, lên tới khớp gối. Tập trung chú ý vào khớp gối. Khớp gối thật thư giãn. Hơi ấm lan tỏa theo cơ đùi, lên khớp háng. Tập trung chú ý vào khớp háng. Khớp háng đang ấm dần lên và hoàn toàn thư giãn. Hơi ấm lan tỏa dần vào vùng bụng. Tập trung chú ý vào rốn. Rốn đang ấm dần lên. Thật ấm. Thật ấm. Hơi ấm lan tỏa khắp vùng bụng. Lan tỏa lên tới ngực. Tập trung chú ý vào ngực. Các cơ trên ngực hoàn toàn ấm áp và thư giãn. Hơi ấm lan tỏa lên hai vai, tràn xuống sau lưng. Tập trung chú ý vào cột sống. Hơi ấm từ cột sống lan tỏa khắp vùng lưng. Lan tỏa dần vào các cơ quan nội tạng. Các cơ quan nội tạng hoàn toàn thư giãn. Và tập trung chú ý vào 10 đầu ngón tay. 10 đầu ngón tay đang ấm dần lên. Hơi ấm lan tỏa dần vào lòng bàn tay. Lòng bàn tay đang thật ấm. Thật ấm. Hơi ấm lan tỏa lấy cổ tay, lan tỏa khắp cánh tay. Hai tay ta hoàn toàn thư giãn và ấm áp như hơi ấm của hai tay, hòa cùng hơi ấm của cơ thể, lan tỏa dần theo cổ, tới môi, tới mũi và tới mắt. Các cơ quan trên mặt của mình hoàn toàn thư giãn. Nét mặt thật nhẹ nhàng mà thanh thản. Hơi ấm lan tỏa sang hai tay và ra sau gáy, lên tới đỉnh đầu. Tập trung chú ý vào đỉnh đầu. Hơi ấm lan tỏa dần vào trong não. Hệ thần kinh hoàn toàn thư giãn. Những mệt mỏi, căng thẳng đều tan biến mất. Tâm trí ta
hoàn toàn tràn ngập cảm giác bình an và hạnh phúc. Cơ thể ta thật nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng. Cảm giác bồng bềnh trên sóng biển. Từ từ đưa ý thức trở về cơ thể, rung lắc nhẹ các đầu ngón tay, ngón chân. Nghiêng đầu sang hai bên. Hít vào trụ sát hai chân lại, hai tay đan vươn qua đầu đẩy căng, kéo giãn toàn bộ cơ thể của bạn. Thở thả lỏng. Lần hai, hít sâu đẩy căng. Thở ra thả lỏng. Rồi chúng ta lật mình sang hai bên. Sang trái, sang phải. Chống tay lên tai về tư thế Phật nằm. Thả lỏng mềm cơ thể của bạn ra và hít thở đều. Rồi tới đây chúng ta co gối, chống tay và nâng người lên. Đưa người về ngồi giữa thảm, lắc nhẹ hông của mình sang hai bên, thả lỏng. Hai tay của mình đan chéo và xoa bóp từ vai cho đến cổ tay. Xoa hai gối. Khung tay và vỗ lưng. Vỗ đùi ạ. Và chúng ta đưa hai tay chắp trước ngực. Vậy là bài tập hôm nay chúng ta đã kết thúc rồi ạ. Chúc các bạn có một sức khỏe tốt và luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Namaste. Cảm ơn các bạn nha. Và nếu mà các bạn cảm thấy yêu thích video này và muốn nhận được những bài tập sắp tới của Hoàng Nguyên thì các bạn hãy nhấn nút subscribe để ủng hộ kênh của Hoàng Nguyên cũng như là để chúng ta được gặp nhau sớm, thường xuyên hơn. Và nếu các bạn yêu thích video này thì đừng quên hãy gửi cái video này cho bạn bè của mình để chúng ta cùng nhau khỏe đẹp bạn nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào những bài tập tiếp theo.